Kamen Rider Saber Toma Kamiyama. Ký ức của anh chỉ còn sót lại là một giấc mơ cùng quyển Wonderbook Ray Dragon. Sức mạnh này đã kéo anh tới những sự kiện liên quan tới hội kiếm sĩ Master of Logos lẫn phe Magic. Nhưng trước đó, bản thân anh chỉ đơn giản là một tiểu thuyết gia, một người thực hiện ước mơ của mình với niềm động viên của hai người bạn thơ ấu, trở thành một tiểu thuyết gia khá thành công và đang được May, một cô gái tại tòa soạn hối thúc mong anh tiếp tục ra những cuốn tiểu thuyết hấp dẫn của mình. Nhưng với tính cách của bản thân, Thomas quan tâm nhiều hơn không phải về số lượng bản in, mà đó đến từ những ngồi bút của anh, những câu chuyện anh kể ra phải thật sự từ chính trái tim của mình. Vướng vào sự kiện kỳ lạ xảy ra trong thành phố, khi đó Magic, những tên quái vật phản diện trong Kamen Rider Saber, bọn chúng đã dần thức tỉnh và tiến hành kế hoạch của mình cùng với một Kamen Rider bí ẩn. Toma bị kéo vào một quyển sách nơi liên kết về thế giới kỳ ảo Wonderworld. Tưởng chừng mình đã lạc vào chốn thiên đường, tên Magic mang sức mạnh của Golem tấn công anh. Đối mặt với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, anh thể hiện quyết tâm của bản thân và ước muốn cứu giúp tất cả mọi người. Quyển sách Ray Dragon đã liên kết với thanh hỏa kiếm. Anh đã vượt qua cả biển lửa để nắm chặt lại thanh hỏa kiếm, thức tỉnh nó với Ray Dragon Wonderbook chuyển hóa thành Color Saber. Đúng với tên gọi của mình, Color Saber có vũ khí chính là thanh liệt hỏa kiếm sau khi chuyển dạng. Thanh kiếm được cấu tạo bằng biểu tượng lửa và gương mặt của Saber trên phần thân. Lưỡi kiếm toàn bộ những ký tự được khắc chìm vào trong nó. Anh là một kiếm sĩ sử dụng thuận tay phải với tạo hình một nửa là Dragon đến từ quyển Wonderbook, phần màu đen với những viền đỏ không có bất kỳ biểu tượng nào đặc biệt. Phần giữa của anh được điểm tô màu trắng. Sau này anh sẽ có những dạng biến thể liên quan tới phần trái và phần giữa cơ thể. Giáp lưng của anh có khả năng kích hoạt một lượt 3 Wonderbook của Ray Dragon mang cho anh sức mạnh của rồng và lửa với gương mặt biểu tượng lửa đỏ và hình chữ X. Đặc trưng nhất của Saber là cả thanh kiếm kéo dài từ tận đỉnh đầu của anh cho tới phần thân, nhìn cực kỳ điệu nghệ. Anh thể hiện rõ bản thân là một kiếm sĩ hết sức thiện chiến. Khả năng chính của anh tất nhiên là những nhát chém mang hơi thở của rồng với những ngọn lửa thiêu đốt kẻ thù. Ngoài ra anh còn sở hữu tuyệt kỹ khi nhấn vào Ray Dragon Wonderbook, đó là tạo một nắm đấm lửa với hình đầu rồng. Một đòn tấn công mạnh hơn là anh cũng sử dụng chính nắm đấm đó, nhưng triệu hồi sức mạnh của Ray Dragon tấn công khắp khu vực chiến đấu. Anh có hai đòn tất sát. Đòn sử dụng kiếm, anh sẽ bọc lửa quanh thanh kiếm lao vào chém liên tục kẻ thù như đang chém một tờ giấy. Kẻ thù cho dù chúng có kích thước khổng lồ như thế nào. Đòn tất sát thứ hai là đòn Rider Kick. Anh lao lên bầu trời bằng sức mạnh của ngọn lửa, đá xuyên qua kẻ thù với những trang sách được hiện ra và kết liễu chúng bằng sức mạnh từ ngọn lửa của Ray Dragon. Saber có rất nhiều hình dạng Wonderbook được tổng hợp do anh ta có khả năng sử dụng 3 quyển sách. Mình chỉ đưa ra 2 form tiêu biểu cho hình dạng này, đó là form tam hợp đầu tiên khi kết hợp giữa rồng, nhím cũng như Peter, và form thứ hai Wonder Combo của chính Saber, rồng, chim ưng cũng như khỉ thôi nhá. Combo 3 sách đầu tiên của Saber trong trận chiến của anh với tên Magic sở hữu sức mạnh của thằng lằn da trơn, hắn ta liên tục hấp thụ cũng như tái sinh. Saber và Blade không thể nào dứt điểm hoàn toàn được hắn. Nảy ra ý định tập hợp sức mạnh từ 3 quyển sách lại với nhau để tạo ra một sức mạnh cực lớn. Anh đã tận dụng sức mạnh của 3 chiếc Wonderbook chẳng liên quan gì tới nhau, rồng, nhiễm và Peter. Tạo hình của Firm với phần nhiễm là gương mặt nằm trên phần thân của anh, đôi chân được điểm tô bằng những chi tiết gai, phần đầu của anh phần gai nhọn của nhiễm. Bên phần Peter là đôi cánh cũng như phần móc câu đặc trưng của hình dạng Peter, một hình dạng mà anh vẫn chưa quá thuần thục. Khi kết hợp cả ba, sức mạnh của anh đã tăng vọt và đánh áp đảo Salamander Magic, đúng với tên gọi những Wonderbook. Và khi kết hợp loạn xạ lại với nhau, chúng tạo ra một combo dứt điểm cực kỳ lạ mắt. Một nàng tiên từ quyển sách Peter bỗng hiện ra với những cơ bắp cuồn cuộn. Con rồng Ray Dragon thổi ngọn lửa vào nàng tiên, nàng tiên bằng chiếc dây của Peter. Nàng tiên lao tới kẻ thù, ra một đòn đô vật cực mạnh đè chặt hắn xuống đất. Với những chiếc gai nhọn của nhím bộc phát sức mạnh từ bên trong của kẻ thù, khiến hắn vỡ tung. Đòn tất sát thứ hai nghiêm túc hơn. Sức mạnh của Peter sẽ vô hiệu hóa kẻ thù. Năng lượng Ray Dragon truyền thụ vào thanh hỏa kiếm. Anh đâm mạnh xuống đất tạo ra một con rồng lửa tấn công kẻ thù, sau đó phát nổ chúng với sức mạnh của nhiễm. Saber phải thu thập những quyển sách trùng màu với mình để tạo nên Wonder Combo của anh mang tên Crimson Dragon. Mảnh ghép đầu tiên là Stone Eagle với sức mạnh của chim ưng bão tố. Khi tấn công và kích hoạt đòn tất sát, nhát chém của anh sẽ chuyển hóa thành nhát chém bão tố thay vì nhát chém lửa. Stone Eagle còn mang lại cho anh một đôi cánh nhỏ giúp anh lao thẳng vào trận cuồng phong, bộc lửa nó bằng sức mạnh của Ray Dragon để tạo một cơn bão lửa nghiền nát kẻ thù có số lượng lớn.
Phần bên trái của anh được điểm tô bằng sức mạnh đỏ thẫm của khỉ ngộ không mang tên Senju Dragon. Khi sử dụng hình dạng này, tay của anh sẽ bắn ra chiếc gậy như ý tấn công kẻ thù phạm vi tầm xa. Trưng nhất của khỉ ngộ không chính là chiếc cân đổ vân giúp anh bay lượn để tấn công quanh kẻ thù. Khi kết hợp cả ba quỷ sách đỏ thẫm sẽ tạo nên Crimson Dragon. Ở hình dạng này đúng như tên gọi của nó, vẫn giữ nguyên đặc trưng từ hai quyển Wonder Book trước, nhưng được cường hóa hơn là Ray Dragon với những cái chém lửa cực mạnh, là sức mạnh đỏ thẫm để anh đối mặt với tà kiếm đòn tất sát của anh Bokken Gorenzan. Ngọn lửa đã được bùng cháy mạnh mẽ hơn khi kết hợp cùng với hai quyển sách đỏ thẫm khác. Sức mạnh lửa của anh bỗng dâng trào, những nhát chém uy lực của Saber được tuôn trào bởi ngọn lửa khổng lồ này ra những nhát chém cực mạnh để giáng vào người kẻ thù. Thu Ma cùng tất cả những kiếm sĩ còn lại hợp tác để chống lại ám kiếm sĩ. Ám kiếm sĩ sở hữu trong người sức mạnh quá lớn từ quyển sách Tà Long. Hắn áp đảo hoàn toàn tất cả mọi người và không có cách nào để thu thập lại sức mạnh từ ám kiếm trên tay hắn. Thu Ma là niềm hy vọng cuối cùng trước lời kêu gọi tha thiết của May. Anh đã được hồi đáp bởi quyển sách thứ mang trong mình hình dáng của Luna, phản hồi lại trái tim muốn bảo vệ Kento cùng cả thành phố. Từ căn cứ Master Blogot, vần cực quang lan tỏa tới nơi của Thoma đang đứng, trao cho anh sức mạnh mới, Dragonic Knight, một quyển sách khổng lồ. Khi kích hoạt, anh sẽ có được hình dạng mới, hình dạng nâng cấp đẹp nhất của anh, không giống như Tà Long rồng đầu đàn dẫn dắt đồng loại của nó. Dragonic Knight của Thoma là sức mạnh của một kỵ sĩ, người cưỡi lên con rồng huyền thoại để chiến đấu. Tạo hình của Dragonic Knight là một kỵ sĩ được bao phủ một lớp giáp thép, phần cổ áo cao cùng như hai vạt áo. Tất cả những bộ phận đều được tạo hình bằng cung màu của thép, cùng với đó là màu đỏ được viền trên toàn bộ giáp anh cũng như đôi mắt. Tạo hình bộ giáp nhìn giống như những lớp vảy rồng được gắn trên toàn bộ cơ thể của Dragonic Knight. Gương mặt bọc trái như một đôi cánh, thể hiện sức mạnh khủng khiếp của anh, cùng với bộ phận đầu rồng được gắn trên phần cổ tay nhìn cực kỳ giống Koro Ryuki. Phần sau đầu rồng của Ryuki dùng để đọc những lá khạc. Phần miệng của Dragonic Knight sẽ là nơi chứa những quyển Wonder Book để kích hoạt khả năng của nó. Tạo hình là như thế, nhưng sức mạnh của anh vẫn đến từ thanh hỏa kiếm, những cái chém cực mạnh để giáng vào người kẻ thù. Phần đầu rồng cũng như khả năng chính của Dragonic Knight là thao túng lửa, làm những ngọn lửa đang bừng cháy lớn hơn cũng như phun lửa từ chiếc đầu rồng này để vô hiệu hóa kẻ thù. Không phải là kỵ sĩ của lửa, cũng không phải là kiếm sĩ rồng, mà anh là kỵ sĩ rồng. Khi nhấn vào phần bìa sách trên thắt lưng, anh sẽ triệu hồi nên Ray Dragon ở hình dạng thực thể, cưỡi lên nó và chính thức trở thành kỵ sĩ rồng. Cưỡi trên lưng con rồng nguyên thoại, sức mạnh của anh được tăng gấp bội khi trở thành một kỵ sĩ thật thụ, thao túng bầu trời và áp đảo Tà Long. Ngọn lửa từ Ray Dragon lúc này có thể tạo ra những quả cầu lửa để truy sát kẻ thù, nghiền nát chúng với mỗi cú chạm mà quả cầu này đi qua. Đòn tất sát của anh cũng sẽ bao gồm hai đòn. Đòn đầu tiên là dạng kỵ sĩ rồng, anh sẽ lao vào kẻ thù với nhát chém khủng khiếp của mình. Đòn thứ hai là đòn Rider Kick, khi anh lao thẳng vào người của Zao để ra đòn quyết định xem ai mới là kẻ chiến thắng cũng như là kẻ mạnh nhất lúc đó. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Rider On. Thanh Quá Trình. Hẹn xin.